Tuyết sẽ không cộng một tin chip không email Water, ever did I know any raptor? Ring. Samuel Taylor Conzi, 1772-1834, thế kỷ 21 của tị nạn môi sinh, đã có 2 triệu người phải rời bỏ quê hương BSCL ra đi tìm kế sinh nhai ngô thế. Vinh gửi nhóm bạn Cửu Long 12-2-2018 hình 1, hình ảnh một dòng sông đang chết dần, cũng để hiểu tại sao đã có 2 triệu người phải rời bỏ quê hương BSCL đi tìm kế sinh nhai. Từ phải, TS Lê Anh Tuấn, TS S. Nguyễn Hữu Thiện, photo bi ngô thế Vinh xứ sở cây thốt nốt và người cơ me hiền hòa. Tới An Giang, tới hai quận Tịnh Biên và Chi Tôn không thể không thấy hàng. Cây thốt nốt nổi bật trên những cánh đồng lúa xanh. Cây thốt nốt thuộc họ cau, tên khoa học Drosophila, có nhiều ở các nước Đông Nam Á. Cây thốt nốt sống cả trăm năm, dài hơn tuổi thọ một đời người. Thân cây thẳng và cao tới 30 mét. Cây được không trái, cây cái cho tới 60 trái mỗi cây. Trái thốt nốt có vỏ xanh đen, nhỏ hơn trái dừa, bên trong có những múi trắng mềm, ngọt và mát. Hoa cây thốt nốt cho nước ngọt có vị thơm, có thể nấu thành đường, ngon hơn đường mía. Nếu Quảng Ngãi, quê hương nhiều để bạn tôi từng nổi tiếng về đường phổi, đường phèn thì An Giang, vùng Tịnh Biên Chi tôi nổi tiếng với đường thốt nốt. Chè đậu xanh nấu với đường thốt nốt ngọt, dịu và rất thơm ngon. Hình như tất cả mọi thành phần cây thốt nốt đều có công dụng, thân làm cột nhà, lá dùng lợp mái. Trong nền văn hóa cổ Cờ Me, các chùa chiền còn lưu giữ được những văn bản viết trên lá cây thốt nốt. Cây thốt nốt cũng được xem như biểu tượng của xứ chùa tháp. Hình 2, hàng cây thốt nốt đứng soi bóng bên hồ nơi khu đền đài Angkor. Cây thốt nốt được xem như biểu tượng của xứ chùa tháp. Ảnh tư liệu của Ngô Thế Vinh khắp xứ chùa tháp xuống tới đồng bằng sông Cửu Long, đi đâu cũng chỉ gặp những người dân Cờ Me hiền hòa, và rồi không thể nào hiểu được những gì đã xảy ra giữa họ và những người Việt trong quá khứ. Chỉ có thể giải thích họ là một đám đông nạn nhân của những khích động thù hận, mà động cơ là những mưu đồ chính trị đen tối. Trong y khoa, khi khảo sát não trạng vô thức của đám đông, qua nghiên cứu hành vi trên behavior của loài cá, khoa học gia Đức đã làm một thử nghiệm, thả một con cá bị hủy não bộ vào một hồ cá. Không có gì ngạc nhiên là con cá ấy mất định hướng, bơi tán loạn. Nhưng điều kỳ lạ là đàn cá lành mạnh thì lại ngoan ngoãn bơi theo con cá mất não ấy. Phải chăng thử nghiệm hành vi của nhà khoa học Đức đã phần nào giải thích hiện tượng cả một dân tộc Đức văn minh đã có một thời kỳ nhất loạt tuân theo một lãnh tụ như Hitler, xô đẩy cả thế giới vào lò lửa của cuộc thế chiến thứ hai. Hình 3. Trên trái, hàng cây thốt nốt huyện Chi Tôn tỉnh An Giang. Phải, bà ngoại ngồi chặt đống trái cây thốt nốt. Dưới phải, con gái ngoại thì đang gỡ những múi thốt nốt trắng mềm để mời khách. Đây là quán thốt nốt vong cho khách đường xa ghé uống ly nước thốt nốt mát và tạm ngả lưng. Từ phải, TS Lê Anh Tuấn, TS Dương Văn Nghi, TS Lê Phát Cù ới, TS S. Nguyễn Hữu Thiện, KS Phạm Phan Long. Trên mặt bàn là hộp đường thỏi thốt nốt, photo bí Ngô Thế Vinh và Phạm Phan Long. Hình 4, trái được ăn những chiếc bắp nóng trên đường đi. Phải, vựa dứa thơm ngon nổi tiếng quận Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Từ trái, TS Dương Văn Ni, Ngô Thế Vinh, TS Lê Phát Cù ới, photo bí Ngô Thế Vinh, Nguyễn Văn Hưng. Hình 5, trái những rìa lục bình phủ kín kinh rạch do nước tù động. Phải, cảnh khói đồng do nông dân đốt giả và dùng cho than như phân bón thiên nhiên. Hình 6, giữa cùng bác nông dân với bài học đập lúa đầu tiên trên BSCL, kết quả người viết bị đánh rớt trên disqualify ngay vì đập không hết hạt và lúa thì vương vãi ra tứ tung. Học làm nông dân khổ và khó lắm, photo bi Nguyễn Văn Hưng. Hình 7, trái từ ruộng hành xã Vĩnh Hải huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng, những thố hành tím được chất thành ngọn lên xe tải để phân phối tới các chợ. Phải, TS Lê Anh Tuấn đứng bên túi chữ nước ngọt lấy từ giếng bơm. Anh Lê Anh Tuấn cũng cho biết 100% nước tưới ruộng hành được lấy từ các giếng bơm. Photo bi Ngô Thế Vinh. Có một nền văn hóa nước lợ trên đường dọc theo sông Hậu, xe dừng lại hộ phòng là một phường của thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Xuống xe đi bộ lên
Chiếc cầu xi măng có tên Hộ Phòng 2, bắc qua con kênh lớn Gành Hào. Được xây từ năm 2011 do quỹ Oda trên Official Development Assistance của Nhật. Bấy lâu, các chuyên gia Bộ Nông nghiệp từ ngoài Bắc vào vẫn có cái nhìn rất giản đơn. Về hệ sinh thái sông nước Cửu Long, họ chỉ thấy có triều cường và triều kiệt, rồi đề xuất kế hoạch làm những cống đập chặn triều cường để ngăn mặn, giữ ngọt. Từ suy nghĩ giản đơn ấy, họ đã và đang gây ra bao nhiêu hệ lụy cho hệ sinh thái BSCL như hiện nay. Đoàn đứng trên cầu phía hướng ra Biển Đông, nơi có cống đập ngăn mặn, ngoài mặn trong ngọt. Anh Dương Văn Ni sinh ra và lớn lên từ vùng sông nước miền Tây. Khi nói về nhịp đập của hệ sinh thái BSCL, anh Ni thông thuộc như với đường chỉ tay của chính mình. Với một giọng thuần nam bộ trầm tinh bắt đầu một bài giảng, BSCL chỉ nói riêng phía Biển Đông, không đơn giản chỉ có triều cường và triều kiệt. Hỏi người nông dân thì họ biết rất rõ, thủy triều từ Biển Đông là nhật triều, sáng và chiều hai lần trong ngày, hai lần nước lớn tiếp theo hai lần nước dòng, mực nước lên xuống bốn lần trong một ngày. Trong tháng, người nông dân biết chừng nào thì nước dòng vào ngày rằm, khi nào nước kém vào cuối tháng âm lịch. Trong năm thì họ có mùa nước nổi và mùa nước hạ. Từ mấy trăm năm, trải qua bao thế hệ, người nông dân miền Tây đã quen chung sống với nhịp đập thiên nhiên ấy của những dòng sông trong ngày, trong tháng, trong năm, và đã hình thành một nền văn minh sông nước. Họ đã quen chung sống với cả ba tình huống nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp đa số mang theo họ một nền văn hóa từ châu thổ sông Hồng, biết rất ít về hệ sinh thái DBSL vốn rất đặc thù, với đầu óc duy lý giản đơn, với những con số thống kê. Nhưng họ có biết đâu rằng chuỗi những con số đó chính là những tín hiệu đã nằm ngay trong nền văn hóa sông nước mà người nông dân từ đời này sang đời nọ vẫn đọc được. Người nông dân bấy lâu đã biết nương theo sức mạnh của thiên nhiên để chung sống. Văn hóa sông nước thực ra gồm 4 phần tương tác sông biển châu thổ con người cùng hòa nhập nhau theo từng nhịp đập. Một ví dụ, chỉ riêng chuyện di chuyển ghe thuyền trên sông, người nông dân biết tính trước khi nào thì cho ghe xuôi theo con nước dòng, khi nào thì ghe ngược theo con nước lớn, và cũng để thấy cấu trúc của lòng ghe bấy lâu là làm sao dùng sức đẩy tối ưu của dòng chảy. Và rồi trong tháng họ biết lúc nào thì cho nước vào ruộng, khi nào thì xả, khi nào thì thả con giống cá tôm mà không cần tốn nhiều công sức, để phải dùng gầu tát nước hay phải dùng tới máy bơm. Chính nhịp đập của mẹ thiên nhiên trên Nature Pants là bạn đồng hành thân thiết bấy lâu của họ, và nay thì bị phá vỡ và cắt đứt một cách thô bạo. Cũng từ bao trăm năm, nông dân BSCL biết rất rõ là sông rạch nối liền với biển, có thủy triều lên nên mới có được con nước lớn, và thủy triều xuống mới có con nước dòng, và cũng nhờ đó mà sông rạch được làm sạch, có cá tôm, và đã hình thành cả một nền văn hóa sông nước. Chúng tôi cùng hiểu rằng, với cống đập kia, con sông bị cắt làm hai, chỉ còn một bên ngọt, một bên mặn, mất hẳn một vùng nước lợ trên Lây Cai Sờ Hờ. Bên trong không còn nước lớn, nước dòng mà sông biến thành hồ tù đọng, tích lũy đủ mọi loại ô nhiễm, và không còn cá tôm. Bên ngoài, hệ sinh thái ven biển cũng bị nghèo đi, và nông ngư dân cho biết, từ ngày có cống đập không còn đâu nguồn tôm cá phong phú của cả một vùng nước lợ. Đó là chưa nói tới tình trạng gián đoạn giao thông trên sông. Rồi anh Ni đưa ra một ví dụ rất tượng hình, cũng giống như khai quật được một kho tàng cổ sử, người không chuyên môn thì chỉ thấy được đó là những mảnh đá mảnh sành, cùng lắm là thấy thêm được mấy nét vẽ ngoằn ngoèo vô nghĩa trên đó. Nhưng với con mắt của nhà khảo cổ thì khác, đó là dấu vết và tín hiệu của cả một nền văn minh. Và tôi cũng hiểu rằng, bấy lâu với các chuyên gia nông nghiệp từ ngoài Bắc vào, chưa từng chung sống và chết với nền văn minh sông nước ấy, họ đã có những chính sách can thiệp thô bạo chống lại mẹ thiên nhiên để phải trả giá rất đắt, và nạn nhân không ai khác hơn là chính ngót 20 triệu cư dân phải ngày đêm sống với những bất cập ấy như hiện nay. Hình 8, trái cầu Hộ Phòng Ai Ai là cây cầu mới trên khúc đường vòng trên đi tu, do quỹ Oda trên Official Development Assistance của Nhật xây 2011, còn Hộ Phòng Y là cây cầu cũ
thì nằm trên đường thẳng của quốc lộ, đứng trên hướng ra biển Đông TS Dương. Văn Ni đang giảng về có một nền văn hóa nước lợ. Từ trái, TS Dương. Văn Ni, KS Phạm Phan Long, TS Lê Anh Tuấn, TS Lê Phát Cu ới, giữa, cống. Đập chặn mặn không xa biển trên con kênh Gành Hào, với bên ngọt bên mặn. Và một mai không còn đâu nét văn hóa của một vùng nước lợ trên Lây Cai Sở Hở. Phải, cống đập chặn mặn chặt đứt hệ sinh thái biển và sông và cũng làm nghẽn mạch vận chuyển đường sông, kể cả với những chiếc ghe nhỏ đuôi tôm, phâu tâu. Bi Ngô Thế Vinh công trình cống đập Ba Lai, một hối tiếc 20 năm. Qua 1997-2017, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, qua nhiệm kỳ của ba bộ trưởng, một trên Lê Huy Ngọ, nhiệm kỳ 7 năm, 1997-2042 trên Cao Đức Phát, nhiệm kỳ 12 năm, 2004-2016. Ba trên Nguyễn Xuân Cường, nhiệm kỳ 2016 đương nhiệm họ đến từ miền Bắc đã và đang có những quyết định phải nói là sinh tử với hệ sinh thái BSCL, một vùng thổ nhưỡng phải nói là rất xa lạ với họ, chỉ thấy đơn giản nơi BSCL có triều cường triều kiệt, coi nước mặn là kẻ thù nên đã có một chiến lược hồ ạt xây những đại công trình mà người ta gọi là cống đập ngăn mặn, mà cống đập Ba Lai là một điển hình, được khởi công ngày 27.02.2000. Dự án công trình cống đập Ba Lai chắn ngang cửa sông Ba Lai từ xã Thạnh Trị kéo sang xã Tân Xuân, Bà Chi. Kinh phí ban đầu lên tới hơn 66 tỷ đồng VN. Con đập dài 544 mét gồm 10 cửa với khẩu độ 84 m, được vận hành bằng một hệ thống van tự động hai chiều. Quy hoạch trên lý thuyết thì cống đập Ba Lai có chức năng ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ cho 115,000 hecta đất, trong đó có 88,500 hecta là đất canh tác, cấp nước ngọt sinh hoạt cho hơn 600.000 dân cư thành phố Bến Tre và các huyện Ba Chi, Rồng Trôm, Bình Đại, Châu Thành, cùng kết hợp với phát triển giao thông thủy bộ và cải tạo môi trường sinh thái vùng dự án. Xích, 2 năm sau, từ ngày 30.04.2002 cống đập Ba Lai được đưa vào hoạt động, được vinh danh là một công trình thủy lợi lớn nhất của BSCL. Và từ đây, cửa sông Ba Lai, một trong 9 cửa của Cửu Long chính thức bị ngăn lại. Hình 9, từ ngày có cống đập Ba Lai, cửa sông Ba Lai nhánh thứ 8 bị chính con người đóng lại. Cửa Ba Tháp đã bị bồi lấp từ cả trăm năm nay, và hiện giờ Cửu Long Giang nay chỉ còn 7 nhánh, Thất Long, Phâu Tâu, Vi Lê Quỳnh, Báo Người, Đô Thị. Tính cho tới nay, cống đập Ba Lai đã vận hành được 16 năm. 2002-2018, hiệu quả công trình cống đập Ba Lai ấy ra sao? Chỉ có những lời ta thán, hàng trăm cống ngăn mặn không đạt mục đích vì còn chẳng chịt những cửa sông kinh rạch không có cống ngăn mặn đã tập hậu nước mặn vào bên. Sau hệ thống cống đập đã xây, hình 10, Bến Tre nước ngọt khan hiếm, phải dùng cả xe máy kéo để chở nước, có nơi dân phải mua 100,000 đồng trên mét khối nước. Phâu Tâu, Bi Bình Đại, Dinh VN 20.02.2016, bệnh viện lớn nhất tỉnh Bến Tre thiếu nước ngọt, mỗi ngày được xe tải cung cấp 10 mét khối nước ngọt, chỉ đủ cho các khoa phòng chia nhau từng lít nước. Phâu Tâu, Bi Mậu Trường, Tờ Tô 14032016, sông Ba Lai ngừng chảy. Thay vì biến sông Ba Lai thành một hồ nước ngọt, thì cư dân Bến Tre phải sống với nước sông Ba Lai mặn hơn trước kia, nhất là vào mùa khô. Hậu quả là tỉnh Bến Tre thiếu nước ngọt, đưa tới tình cảnh bệnh viện lớn nhất Bến Tre mỗi ngày được xe tải cung cấp 10 mét khối nước ngọt, chỉ đủ cho các khoa phòng chia nhau từng lít nước. Còn người dân thì sống trong tình trạng thiếu nước ngọt kinh niên, phải mua nước ngọt có khi phải trả tới 100,000 đồng VN trên mét khối. Tuổi Trẻ Online 22.02.2016 giải thích của nhà nước về hiệu quả ngược của công trình cống đập Ba Lai như hiện nay là do thiếu vốn để làm tiếp nhiều công trình khác tiếp theo, trong đó có hai hạng mục quan trọng, đó là phải xây thêm cống đập và cả âu thuyền sao trên hai con sông Giao Hòa và Trẻ Sậy vẫn tiếp tục đem nước mặn từ sông Cửa Đại đổ vào hồ nước ngọt Ba Lai. Sao âu thuyền trên Cơ Nan Lác là một từ tương đối mới, chỉ một công trình chắn ngang sông hoặc kênh, có cửa hai đầu để tăng hoặc giảm mực nước, giúp cho thuyền hay tàu đi qua nơi có mực nước chênh lệch nhiều. Theo phóng viên TTXVN Phan Văn Chí, trích dẫn ông Cao Văn Trọng,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết để thi công hai hạng mục đập và âu thuyền và một số hạng mục khác cần nguồn vốn khoảng 200 triệu USD. Vì vậy, tỉnh đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tranh thủ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. Ông Trọng cũng cho biết, Tổ chức Công an Nhật Bản đã đến Bến Tre khảo sát địa điểm xây dựng đập và âu thuyền. Tuy nhiên, việc khởi công có thể còn phải chờ đến năm 2020. Dù gì thì hình ảnh những chiếc xe máy cày hay xe bò kéo chở nước đem đổi cho người dân với giá từ 70,000 đồng đến 100.000 đồng trên m³ chắc chắn vẫn còn diễn ra trong những mùa khô cho tới 2020. Điều đáng nói là nước đó được lấy từ những chiếc giếng đào trên dòng cát chưa qua xử lý. 2. Cửu Long 9 cửa hai dòng nay chỉ còn có 7 cửa, nam thất nữ cửu, như hình ảnh một BSCL bị triệt sản. Bởi thế dân gian tỉnh Bến Tre mới có câu Ba Lai là cái cửa mình trung ương đem lấp, dân tỉnh ngẩn ngơ. Một câu hỏi được đặt ra với những tác hại do cống đập Ba Lai gây ra. Ai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hay Bộ Tài nguyên Môi trường, hay Chính phủ Trung ương sẽ nhận trách nhiệm với phong cách đem con bỏ chợ như hiện nay, phải chờ cho tới 2020 cho đến khi ODA của Nhật chịu rót vốn vào. Từ bài học thất bại của đại công trình cống đập Ba Lai, nhiều nhà khoa học và giới hoạt động môi sinh như một thinh tanh đã không ngừng lên tiếng cảnh giác rằng nếu không có một đánh giá môi sinh chiến lược cho toàn BSCL mà chỉ đơn giản nhắm giải quyết tình hình hạn mặn rồi lập ngay quy hoạch xây dựng xây một loạt hệ thống cống đập chỉ để ngăn mặn nơi các cửa sông lớn là phá vỡ cả một hệ sinh thái và hậu quả sẽ khôn lường. Khảo sát của nhóm UKNER trên International Union for Conservation of Nature Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên tại VN đưa ra nhận định là do hệ thống cống đập khiến hai bên bờ sông Ba Lai đang khép lại dần. T.S. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Ết Cần Thơ đã dùng một cụm từ rất gợi hình để chỉ hệ thống cống đập Ba Lai khi ông gọi đó là dòng sông bị cưỡng bức, sông nay biến thành hồ chứa, ô nhiễm, thì tích lũy nước đổi màu do rong tảo sinh sôi phía trong cống đập. T.S. S. Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia về nước ngập trên Atlantis cho rằng hàng năm vào mùa mưa do lượng nước mùa lũ đổ về, toàn thể phù sa trong lượng nước đó sẽ lắng xuống đáy sông Ba Lai, nay trở thành hồ và với thời gian, sông Ba Lai sẽ chết hẳn do bị bồi lấp. 1. Khi đưa ra cái nhìn toàn cảnh hiện trạng và tương lai BSCL, các anh trong đoàn đưa ra một cái nhìn tổng quan không mấy lạc quan, đất bị mất do sạt lở bờ sông bờ biển. Trong những năm gần đây, đất bị lún với tốc độ 10 lần nhanh hơn so với nước biển dâng, và đất đai còn lại thì bị vắt kiệt, sông ngòi, ô nhiễm đủ thứ, từ nước thải sinh hoạt, công nghiệp, thủy sản đổ thẳng vào sông, cũng như lượng lớn phân bón, thuốc trừ sâu từ nông nghiệp do 3 vụ thâm canh. Theo một nghiên cứu về lịch sử đất lún do nhà khoa học Mai E. Alder và một nhóm chuyên gia Hà Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam thực hiện công bố năm 2017 trên Environmental Research Letters, độ lún và vận tốc lún tại châu thổ BSCL đã xuống sâu 25cm và thậm chí đến 50cm theo biểu đồ KS phạm. Phan Long Trích dẫn chú thích và cung cấp sau đây. Hình 10. Trong những thập niên tới, biển dâng được dự